Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đe dọa đóng cửa Facebook. Việt Nam đe dọa sẽ đóng cửa Facebook trong nước nếu dịch vụ này không tuân thủ những áp lực của chính phủ trong việc kiểm duyệt nhiều nội dung liên quan đến chính trị. Hãng tin Reuters đã đưa tin này vào ngày 19 tháng 11, dẫn lời một viên chức cấp cao giấu tên của Facebook tại Mỹ cho biết như vậy. Vào hồi tháng 4, Facebook đã tuân thủ yêu cầu của chính phủ Việt Nam tăng cường kiểm duyệt đáng kể các bài đăng mà chính phủ Việt Nam cho là chống nhà nước. Đến tháng 8, một lần nữa, Facebook lại bị yêu cầu có những kiểm duyệt như vậy. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, mạng báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời ông Hùng nói rằng trong năm 2020, Facebook đã gỡ bỏ 286 tài khoản bị cho là giả mạo. Trong số này có 50 tài khoản bị nói là giả mạo các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Số còn lại, theo ông Hùng, là tài khoản chuyên tuyên truyền thông tin giả mạo, xấu, độc, kích động chống phá nhà nước. Riêng năm 2020, Facebook đã gỡ bỏ trên 2.000 bài viết có nội dung gây hận thù, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thương hiệu cá nhân, tổ chức, tăng 500% so với năm 2019 và tỷ lệ gỡ đạt tăng 95%. Hãng Reuters cũng trích lời viên chức cao cấp giấu tên nói rằng vào hồi tháng 4, Facebook và chính phủ Việt Nam có một thỏa thuận. Phía Facebook về phía mình tuân thủ những cam kết và mong muốn chính phủ Việt Nam cũng làm như vậy. Phía Việt Nam sau đó lại yêu cầu chúng tôi tăng số lượng bài đăng mà Facebook phải kiểm duyệt. Kèm theo đó là những đe dọa về những gì có thể xảy ra nếu chúng tôi không làm theo lời họ. Chúng tôi không đồng ý như vậy. Vị viên chức cấp cao của Facebook cho biết trong những đe dọa từ phía Hà Nội là đóng hoàn toàn Facebook tại Việt Nam. Đây là thị trường trị giá mang lại doanh thu gần 1 tỷ đô la Mỹ cho Facebook theo đánh giá của hai nguồn thân cận với doanh số của Facebook cho biết. Facebook hiện đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các chính phủ và các chính sách kiểm duyệt nội dung, bao gồm cả những lời đe dọa và các quy định mới và tiền phạt. Facebook đã vượt qua tất cả những đe dọa này, trừ một số nơi họ chưa được phép hoạt động, chẳng hạn như Trung Quốc. Tại Việt Nam, mặc dù có những cải cách về kinh tế sâu rộng và những thay đổi xã hội ngày càng cởi mở hơn, nhưng đảng cầm quyền vẫn kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông và ít chấp nhận sự phản biện. Việt Nam đứng gần sát đáy, thứ 5 từ dưới đứng lên trong bảng xếp hạng toàn cầu về tự do báo chí do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thực hiện. Vào hồi tháng 4, hãng tin Reuters cũng đưa tin rằng các công ty viễn thông trong nước đã để máy chủ của Facebook hoạt động ở dạng offline, tức là không kết nối mạng, khiến cho truy cập của Facebook của người dùng bị gián đoạn cho đến khi họ tuân thủ theo yêu cầu của chính phủ. Bên cạnh đó, Facebook phải đối mặt với những lời chỉ trích từ các nhóm nhân quyền vì đã quá tuân thủ các yêu cầu kiểm duyệt của chính phủ Việt Nam. Hãng tin Reuters cũng dẫn lời phát ngôn viên của Facebook cho hay Facebook sẽ làm mọi thứ như có thể để đảm bảo rằng mọi dịch vụ vẫn hoạt động để mọi người có thể tiếp tục bày tỏ chính kiến của mình. Đây là hình ảnh theo một trang đánh giá. Tại Việt Nam, năm 2020 có khoảng 69.280.000 người dùng, tính theo tháng 6 năm 2020, chiếm 70,1% toàn bộ dân số. Như vậy, so với năm 2019 là 45,3 triệu người, thì hiện nay năm 2020, người dùng Facebook tại Việt Nam đã tăng 24 triệu người, tức là tương đương tăng 53,3%. Hiện có khoảng 70 triệu người Việt Nam dùng Facebook, và đây là nền tảng chính cho cả kinh doanh trên mạng lẫn những phản biện về chính trị đang bị chính phủ giám sát liên tục. Việt Nam đã cố gắng tung ra các mạng xã hội trong nước để cạnh tranh với Facebook, nhưng chưa có mạng nào đạt được mức độ phổ biến cần thiết. Khi được hỏi về lời đe dọa đóng cửa Facebook tại Việt Nam, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế cho biết thực tế nó vẫn chưa bị cấm. Bất chấp những lời đe dọa của chính phủ Việt Nam, Facebook vẫn đang làm mọi cách để chống lại yêu cầu của Hà Nội. Còn theo một bài viết của James Pearson, trưởng đại diện hãng Reuters ở Việt Nam, thì Facebook đang ưu tiên lợi nhuận ở Việt Nam và không tôn trọng nhân quyền. Tờ báo Los Angeles Times vào ngày 22 tháng 10 cũng đăng tải bài viết của hai tác giả David Close và Chuck Han nói với tiêu đề tạm dịch là Facebook giao giảng tự do ngôn luận tại Việt Nam nhưng lại đang hỗ trợ biện pháp kiểm duyệt. Đây là hình ảnh ông chủ của Facebook Mark Zuckerberg trong một phiên điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ. Bài viết có nhắc đến việc Facebook và người sáng lập Mark Zuckerberg cho biết quan điểm bảo vệ quyền tự do ngôn luận trừ những trường hợp cụ thể, chẳng hạn như khi bị kích động bạo lực.
Tuy nhiên, ở các quốc gia bao gồm Cuba, Ấn Độ, Israel, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, Facebook thường hạn chế các bài đăng mà chính phủ của những nước này cho là nhạy cảm hoặc vượt quá giới hạn. Tình trạng này thể hiện rõ nét và chân thật nhất ở Việt Nam. Facebook đang được chuyển sang ngôn ngữ địa phương cho người dùng Việt Nam vào năm 2008 và có hơn một nửa người dân cả nước có tài khoản mạng xã hội này. Facebook cũng giúp những tiếng nói phê bình chính phủ và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ vượt qua sự kiểm soát chặt chẽ của hệ thống cộng sản đối với phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, theo tờ Los Angeles Times, trong vài năm gần đây, Facebook đã liên tục kiểm duyệt tài khoản của những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Mục đích được nói là nhằm cố xoa dịu chính phủ Hà Nội khi lãnh đạo Việt Nam đe dọa đóng cửa Facebook nếu không tuân thủ. Theo các nhà phê bình, thay vì sử dụng lực bẩy của mình như một nền tảng truyền thông lớn hàng đầu tại Việt Nam để chống lại kiểm duyệt, Facebook đã trở thành đồng phạm trong việc chính phủ Việt Nam tăng cường đàn áp những tiếng nói ủng hộ dân chủ. Nói rõ hơn về tình trạng vừa nêu trên, từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình từng làm tại tạp chí Cộng sản cho hay như sau. Đây là một vấn nạn rất nghiêm trọng bởi vì rất nhiều người đã bị chặn Facebook, ngăn không cho bình luận. Rất nhiều vấn đề Facebook gây ra cho người dùng Facebook khi có những bài viết, ý kiến, hình ảnh mà nhà cầm quyền cho là có ảnh hưởng đến an ninh trật tự của chế độ. Đây là hình ảnh doanh nhân Lê Hoài Anh và nhà hoạt động Hoàng Dũng là một trong hàng chục người dân oan Facebook thường xuyên rơi vào tình trạng mất nhà ảo, tức là bị khóa Facebook. Rất nhiều người bức xúc nhưng không làm sao được bởi vì họ, tức là Facebook, có một lý do là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mà không rõ tiêu chuẩn cộng đồng đó là gì. Rất nhiều người bị cấm, khóa tài khoản, không cho xuất hiện nội dung hoặc xuất hiện ở Facebook ở Việt Nam mà chỉ cho hiện ở nước ngoài. Có rất nhiều hình thức để ngăn cản tự do thông tin trên Facebook và nhiều người rất bức xúc. Cụ thể, Facebook cho biết họ thường hạn chế các bài đăng và người dùng vì một trong hai lý do bao gồm vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng là những quy tắc mà công ty áp dụng cho người dùng trên toàn thế giới hoặc luật địa phương và các bài đăng trong danh mục. Thứ hai, bị chặn ở quốc gia mà chúng tôi cho là bất hợp pháp nhưng vẫn có thể truy cập được ở những nơi khác. Xác nhận thực tế nêu trên, ông Nguyễn Văn Hải, hay còn gọi là blog Điếu Cày, đã nói với đài AFA qua điện thoại như sau. Tình hình Facebook ở Việt Nam là đa số anh em đấu tranh dân chủ, đưa thông tin về những vụ việc lớn đều bị chặn. Thậm chí, trước khi một vụ việc lớn xảy ra, họ có chuẩn bị từ dư luận viên đến tất cả các lực lượng chống phá trên mạng để định hướng dư luận. Đồng thời, họ tìm mọi cách báo cáo ngăn chặn thông tin như vụ Đồng Tâm là nổi bật nhất. Ngay sau khi vụ Đồng Tâm xảy ra, thì tất cả anh em lên tiếng trên mạng thì họ có cả chiến dịch truyền thông để tấn công vào anh em. Đồng Tâm là một trong những vụ nổi bật nhất mà họ có chiến dịch tấn công lớn nhất trên mạng từ trước đến nay. Riêng tôi là khoảng 6 bài liên quan đến Đồng Tâm đã bị xóa hết. Facebook cũng cảnh báo là họ có thể đóng cửa vĩnh viễn trang của mình. Ngoài ra, Facebook cũng cho biết trong một tuyên bố, không phải lúc nào chúng tôi cũng để mắt tới các chính phủ ở các quốc gia nơi mà chúng tôi hoạt động, bao gồm cả Việt Nam. Đây là hình ảnh mà nhiều người cho rằng ngay cả chính Tổng thống Donald Trump cũng là một trong những nạn nhân của Facebook, khi mỗi dòng trạng thái của ông đều bị Facebook chèn vào một ghi chú rằng ông Biden đã thắng cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2020, mặc dù kết quả kiện tụng vẫn chưa ngã ngũ. Theo tờ báo Los Angeles Times, với dân số trẻ là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất của châu Á trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Việt Nam là thị trường tăng trưởng chính của Facebook. Tập đoàn này hiện đang kiểm soát hơn 40% thị trường quảng cáo kỹ thuật số trị giá 760 triệu đô la của Việt Nam, mặc dù không có văn phòng hoặc nhân viên toàn thời gian trong nước. Tác giả bài viết được Los Angeles Times đăng vào ngày 22 tháng 10 dẫn nhận định của ông DeVay, một cựu cố vấn chính sách tại Facebook, người đồng chỉ đạo dự án nền tảng kỹ thuật số và dân chủ tại trường Kentucky của Harvard như sau. Tôi nghĩ với Zuckerberg, phép tính với Việt Nam rất rõ ràng, đó là duy trì dịch vụ ở một quốc gia có dân số khổng lồ và trong đó Facebook thống trị thị trường Internet tiêu dùng. Nếu không, đối thủ cạnh tranh có thể chen chân vào. Tư duy không phải là duy trì dịch vụ cho truyền thông tự do ngôn luận, đó là tư duy duy trì dịch vụ để có doanh thu. Đồng quan điểm nêu trên, blog Điếu Cày cho biết như sau. Họ thấy thị trường như vậy nên có vẻ xuống nước với chính phủ Hà Nội. Người dân ở Việt Nam không còn phương cách nào khác ngoài sử dụng công cụ mạng xã hội để có thể cất lên tiếng nói của mình vì toàn bộ báo chí đã nằm trong tay của chính quyền. Và báo mạng Công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 10 đã dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết
Facebook đã chịu chặn quảng cáo chính trị từ các fanpage, tài khoản của các tổ chức phản động và khủng bố. Vẫn theo lời người đứng đầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Facebook đã gỡ bỏ 286 tài khoản bị cho là giả mạo trong năm 2020. Trong số này có 50 tài khoản bị nói là giả mạo các vị lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam. Đây là hình ảnh blogger Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Barack Obama trước thềm vào Ngày Tự do Báo chí Thế giới mùng 3 tháng 5 năm 2015. Ngoài ra, theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông cho riêng năm 2020, Facebook đã gỡ bỏ trên 2.000 bài viết bị cho là có phát ngôn gây thù hận, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước, các thương hiệu, cá nhân, tổ chức, tăng 500% so với cả năm 2019 và tỷ lệ gỡ chặn đạt 95%. Bà Amy, quản trị chính sách truyền thông của Facebook, cho biết dù Facebook không đồng ý với các luật mà chính phủ Hà Nội đưa ra, nhưng nếu phía tập đoàn tiếp tục bác các yêu cầu pháp lý của chính phủ Hà Nội, rất có thể các nền tảng của Facebook sẽ bị chặn hoàn toàn. Kết quả này thậm chí còn gây hạn chế thông tin hơn nữa, vì lúc đó tất cả tiếng nói ở Việt Nam sẽ bị im lặng. Và việc vẫn sử dụng Facebook như một giải pháp duy nhất hiện nay, dù bị hạn chế về nhiều mặt, mang lại không ít khó khăn cho những nhà hoạt động xã hội, nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền tại đất nước hình chữ S, theo lời blog Điếu Cày cho biết. Tại Việt Nam thì anh em ở trong nước vẫn tìm mọi cách chiến đấu, như Võ Hồng Ly bây giờ lập 3 trang, hết trang này bị đánh thì còn trang khác. Có đề nghị lên cơ quan quản lý chính phủ hay quốc hội, Facebook cũng phải điều trần, nhưng cuối cùng quyền kinh doanh trong tay họ. Theo cũng thông tin của bà Amy, Facebook luôn tìm cách tôn trọng luật pháp ở tất cả các nước mà mạng xã hội này hoạt động, nhưng vẫn luôn làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ nghiêm ngặt các quyền cơ bản của tất cả người dùng Internet, kể cả quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, nhiều người dùng Việt Nam cho biết nội dung nêu trên chỉ là lý thuyết, vì trong thực tế, mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng ngược lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 11 năm 2020 với bản tin Việt Nam đe dọa đóng cửa Facebook. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.